Đây Thánh Quệ Tài với Dũng Tenero có duyên gặp. Đây hôm nay xây cái bộ clip làm kỷ niệm giữa anh em. Hôm nay tình cờ anh cũng Thánh Quệ Tài đi công chuyện tạt ngang này cũng thăm Dũng nha các bạn. Anh Thánh này cũng lớn tuổi rồi. Mình cũng lại mốt của anh Thánh thôi. Thì hôm nay để lưu lại cái kỷ niệm với anh Thánh cũng có một chuyện gấp lắm. Thôi mình làm cái ly khúc hai bài nhạc lính anh Thánh. Ok. Dạ, biết đâu hát đó nha.
nhẹ thôi. Rồi ngắm qua mai mà trong que măng lệ sao cứ mùa. Mẹ ơi chớ trách con sao không được gần mẹ. Mẹ ơi chờ.